Thôi. Đưa cậu chai nước khoáng. Đâu này? Đây vậy vậy. Đang còn sống nhăn răng sai sai sai. Giống như có người mua hôm để sẵn là đâu ai chết đâu chết đâu. Thắm thì đốt đi.
cắm nhang đi, cắm nhang đi. Năm đốt đi. Làm gì quần? Chơi. Làm gì vậy? Có hai máy mà không đi đây. Có cái hiên đấy vậy? Có hiên đây chứ. 4 triệu à, thì chị em đóng góp là được 48 triệu à, còn lại là chị ba tháng nay nó là trích ra 2 triệu để làm cái này, thiếu đủ như thế nào đó tôi không biết à, thì còn cái nền này á thì tôi nói thôi chị em làm cái tên này để cái nền này còn tôi làm từ đầu tôi dự kiến chỉ có là 8 triệu thôi à, mà đúng ra là 8 triệu đủ. Nhưng mà nói như thế này nè, tức là hết thảy như vậy là 9.350.000. Và giao cho cái thằng Tâm này, con của 14 á, là nó nhận có 3 triệu à. Cái công của nó 3 triệu mà cái đất này là nó nghiêng, mình phải biểu nó lấy đất này nó ổ như này, còn cái vạt này nó trũng nè, là nó phải đem đồ tới nó lắp lên. Thì coi như là hắn làm sớm về thiệt trễ được khi 1 giờ về, có bữa 8 giờ tối đó mới về. Cho nên mỗi lần là tôi lên tôi thấy tội quá, lần đầu là tôi cho nó thêm 1 triệu. Cái chiều bữa sau nó lên hỏi bao nhiêu xi măng, con nó thiếu 3. Thôi mua 3 đi. Mua 3 thì là cái tôi cho thêm 3 lần. À, mà xi măng có 16 mấy trăm đó, tức là tổng số tiền mà tôi cho đó là hết 1.500.000, 40.000, tại chúng ta không chạy công mà, chứ đúng là ta làm bả này 1.450.000. Đó, nhà em là không cao, không cao lắm, mà thấy tội. Đó là vừa hoàn cảnh, mà hai nữa là nó được cái là hắn làm nó không có tính, à, làm được việc thì thôi, nó đâu làm đó thì thấy cũng được. Nhưng làm trên này thì ngày tôi chạy lên thì cũng 2 lần. Mình nói như thế mình đâu an tâm, mình giao hết cho nó. Cho nên phải chạy lên chạy xuống. Thì riêng cái tiền nền này á, thì tôi lo. Còn chị em thì đã đóng góp đủ dư cái bàn này rồi. Thì tài chính thì mình công bố vậy đó. Bố tay cái coi. Cái tay. Thế là bây giờ anh Bảy anh nhận cái nền này là còn bao nhiêu là không có thâm á. Dư. À, vậy là được rồi. Thợ thiếu ở dư là bỏ qua mà. À, phụ qua bên này tí đỉnh. À, nói chung là không có vướng gì nữa hết. À. Tức là nó vui cái là cái năm đó là lo được sửa được cái mã của ông già bà già. À, từ sau băn khoăn biết là còn lo cái vòm nhưng cuối cùng rồi cũng làm được, tức là nói chung là chị em nhà mình mãn nguyện rồi đó, vui rồi đó. À, còn không biết các cụ nhà nằm ở dưới có vui không thì không biết, nhưng mình trên đây mình vui là được rồi. Tên vui không, ở đây là có chuyện gì với bà nói này nữa nè, tức ba cái này nè, 4 cái nắp này nè, làm mỗi cái như vậy ra thì nó là ra coi rồi thì mỗi cái nó lấy 3 triệu. Ủa, hối ngày nào tôi cũng gặp tôi hối, nhưng mà anh làm một cái mã mấy chục triệu, thành ra mà 4 cái mã này mà anh làm có 12 triệu cho nên anh chê. Nếu nào rảnh là anh mới làm, chứ bây giờ không được, nào rảnh rảnh là rảnh
thì ba là ý kiến gì không? Ba là đi cùng mình chị ba là nhưng chị ba mới biết không thôi. Chị ba đi biết không thôi. Nói giả là nó bà giỏi giả thì phải cái gì mà cũng giả là làm mày không làm cái đầu cho trả lời tới lui rồi nhưng mà không không nhận thôi chứ nhận phải làm chứ sao cũng làm rồi rồi kết thúc chương trình là nhiều quá. Bà bảy uống bia không à? Ăn uống no say rồi bây giờ dọn dẹp về nha mọi người. Giải tán. Yeah.